Báo cáo thị trường bất động sản quý 4 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh của Saview Việt Nam. Trong năm 2022, nguồn cung căn hộ sơ cấp khoảng 21.000 căn, tăng 84% so với năm 2021. Nguồn cung mới chiếm 86%. Tuy nhiên, căn hộ dưới 2 tỷ đồng đã không còn xuất hiện trên thị trường. Số liệu trên đã cho thấy nhu cầu sở hữu một căn nhà ở thành phố không ngừng gia tăng, nhưng giá nhà đất leo thang khiến cơ hội sở hữu nhà của người dân trở nên khó khăn. Mỹ Linh xin mến chào quý vị khán giả đang đến với podcast của chương trình Câu Chuyện Kinh Doanh. Thưa quý vị, đoạn giới thiệu ở đầu podcast đã làm tôi kinh ngạc khi mà các căn hộ có giá 2 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã biến mất khỏi thị trường nhà ở. Vì vậy, việc vay tiền để mua nhà cần phải có một kế hoạch phân bổ nguồn tiền sao cho hợp lý để giảm gánh nặng về tài chính. Và trong chương trình ngày hôm nay, cùng với chủ đề bước qua ngưỡng cửa thu nhập bao nhiêu thì nên vay tiền để mua nhà, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và cùng nhau trò chuyện cùng với tiến sĩ Ngô Tấn Vũ Khanh, giám đốc chương trình cao học IDT, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh ạ. Kính chào quý khán giả của chương trình Câu Chuyện Kinh Doanh HTV9. Dạ vâng, rất là vui khi ngày hôm nay anh Vũ Khanh đã dành thời gian đến với chương trình. Và theo như Linh được biết thì hiện nay đợi tích góp đủ tiền để mua nhà thì giá cả cũng đã tăng. Vì vậy vay tiền sẽ là giải pháp được nhiều người lựa chọn để có thể an cư. Vậy thì theo anh, có những yếu tố nào để quyết định trong việc vay tiền để mua nhà ạ? Đầu tiên thì nó có hai yếu tố chính. Thứ nhất á, là cái số tiền mình tích lũy được. Thứ hai là cái thu nhập mà tôi đã gọi là thu nhập ổn định. Thu nhập ổn định mình, đấy là hai yếu tố chính. Ngoài ra nó còn có những yếu tố phụ, ví dụ như là cái thị trường, cái lãi suất ngân hàng hay là cái biến động về cái kinh tế vĩ mô thì nó sẽ đâu đó tác động vào cái quyết định mua nhà của mình. Đấy, thì tuy nhiên thì theo tôi thì hai yếu tố chính mà cần xét lớn nhất khi mà chúng ta quyết định an cư lập nghiệp đó là chúng ta có được tích lũy bao nhiêu tiền và cái thu nhập ổn định của chúng ta. Dạ vâng ạ. Và theo như thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thì tiền lương trung bình thực trả cho lao động trong năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rơi vào khoảng là hơn 11 triệu đồng cho một tháng. Vậy thì nhìn vào thực tế với mức thu nhập này thì chúng ta có nên vay tiền để mua nhà, và nếu như vay thì trong khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta mới có thể trả hết được ạ? Ở góc nhìn của một cái người mà đầu tiên là phải nói rằng là cũng từng mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, cũng từng lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi cũng có một số cái ý kiến sau đây. Thứ nhất á, đó là không phải cứ thu nhập rất cao thì mới tính được chuyện mua nhà, hay là thu nhập rất thấp thì không được quyền tính tới chuyện mua nhà, mà chúng ta phải có cái kế hoạch tài chính và chúng ta biết được các đòn bẩy trung gian và kế hoạch tài chính rất là cụ thể chúng ta. Ví dụ như đối với các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, cái mức thu nhập của một bạn sinh viên mới ra trường 23 tuổi, 22 tuổi thông thường nó khoảng cỡ 8, 9, 10 triệu, hay là giống như là Mỹ Linh vừa nói nãy là khoảng 11 triệu. Vậy thì chúng ta có một công thức tính rất là cơ bản thôi, đó là các bạn thường là tích lũy 23% trên tổng cái thu nhập của các bạn, và các bạn lũy tiến 1% trên từng năm, tức là chúng ta tăng từng 1% trên từng năm. Sau đó là chúng ta kết hợp với lại một cái công thức về đầu tư tài chính nữa, đó là ví dụ như chúng ta có cái gọi là cái lãi suất đầu tư mình chia trung bình là 8-9% mỗi năm đi trên cái tổng cái số tiền mình đầu tư, thì sau 12 năm chúng ta dư được 1 tỷ. Đấy là công thức chung, đấy là con số rất là chính xác, tính toán rồi của các nhà đầu tư tài chính. Vậy thì khi các bạn 35 tuổi các bạn dư được 1 tỷ. Tất nhiên câu chuyện rằng là khi bạn 35 tuổi thì là nhà nó cũng không còn cái giá như chúng ta đang nói như giờ, nó ở mức giá khác rồi. Tuy nhiên thì lúc chúng ta phải hiểu cái cơ bản là nó phải như vậy. Vậy thì theo anh thì với mục tiêu mua nhà thì sẽ được chia thành bao nhiêu giai đoạn, và với mức thu nhập bao nhiêu thì chúng ta mới có thể đủ để mua nhà? Anh có thể đưa ra một công thức cụ thể hơn cũng như là những ví dụ cho thấy được mối liên hệ giữa giá trị căn nhà cũng như là thu nhập và khoản vay không ạ? Đây là vấn đề mình cũng khá là muốn chia sẻ. Thứ nhất đó, ngoài con số 23% nãy mình muốn nói ra thì nó còn một cái con số 30% nữa. Tức là gì? Sau khi mà các bạn có được cái thu nhập ban đầu, tích lũy ban đầu á, mình nói ví dụ đây là 1 tỷ đi. Sau 10, 12 năm các bạn đi làm, các bạn có thu nhập tích lũy 1 tỷ. Tất nhiên là có một số bạn may mắn
được ba mẹ, được gia đình ủng hộ cho một số tiền nào đó khá là nhiều, thì coi như đó là cái khoản tích lũy của bạn. Bạn đỡ phải mất 10, 12 năm để tích lũy ha. Thì các bạn phải tiếp tục có một công thức nữa về tài chính, đó là các bạn chỉ được vay với số lãi cộng với lại tiền gốc mỗi năm, mỗi tháng dưới 30% thu nhập cố định của bạn. Là bạn chỉ nên vay khi mà bạn trả tiền vay và lãi gốc cho 10 tới 15, 20 năm phải dưới 30% cái số tiền thu nhập ổn định của bạn. Cái thứ hai là bạn phải nghiên cứu cái ngân hàng mình cho vay khi mình sử dụng các tổ chức trung gian đòn bẩy. Ví dụ đây là mình gọi là ngân hàng, mình vay ngân hàng. Là một người có rất là nhiều những kinh nghiệm, vậy thì theo như anh, khi mà chúng ta mua nhà bằng tiền vay thì chúng ta cần phải có những kế hoạch gì để có thể đảm bảo an toàn tài chính lâu dài cũng như là cân đối cho dòng tiền? Và quan trọng hơn nữa là việc vay tiền để mua nhà thì theo như anh sẽ có ưu và nhược điểm gì ạ? Câu hỏi đầu tiên á, thì mình muốn chia sẻ với cái kinh nghiệm từng mua nhà của mình. Rõ ràng là thu nhập ổn định rất là quan trọng. Thu nhập ổn định đây nó được định nghĩa bởi hai yếu tố. Thứ nhất á, là cái công việc mình đang làm nó không bị ngắt quãng. Thì cái đầu tiên là mình phải cảm nhận được cái thu nhập mình nó có ổn định không. Mình có đủ cái khả năng tài chính về dòng tiền hàng tháng để mình trả được cái khoản vay cả gốc lẫn lãi mỗi tháng không. Và cái số tiền mà mình phải bỏ ra trả cả gốc lẫn lãi á, nó chắc chắn, thật ra là nó nên nhưng mà mình lại thích là chắc chắn nó phải dưới 30% thu nhập của mình cơ, tại vì mình còn phải lo rất là nhiều thứ nữa mà. Hôm qua quay lại cái vấn đề là cái mặt lợi mà mặt không lợi, mình nói không lợi chứ thật ra là nó cũng ít, nó ra đời ngân hàng ra đời mà nếu mà nó bất cập hại, nó tệ thì làm gì. Thì mặt lợi của ngân hàng rõ ràng là nó giúp cho chúng ta đó là đòn bẩy tài chính, giúp cho chúng ta có ngay cái ngôi nhà mới của chúng ta. Tuy nhiên cái mặt không lợi đó là gì? Đó là nếu các bạn có một cái sự là am hiểu không thực sự đúng về ngân hàng, ví dụ như về lãi suất, ví dụ như về cách vay, về cách mà chúng ta trả nợ ngân hàng, thậm chí là có nhiều bạn cũng không biết được rằng là khi mà chúng ta trả đột xuất số tiền là chúng ta phải phạt nó cơ. Một số ngân hàng thì họ có nói nhưng mà không quan tâm. Nói chung rằng là mình cũng nên am hiểu. Mà nếu mình không am hiểu thì những cái điểm mà có lợi trong cái việc mà chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính là ngân hàng, đòn bẩy trung gian tài chính là ngân hàng, nó thành những điểm bất lợi chúng ta. Vâng, và thưa anh, ngoài nhóm thu nhập ổn định thấp hay là trung bình thì còn một nhóm thu nhập khác nữa, và nhóm thu nhập này thì không có theo một cái thu nhập cố định trong từng tháng, hay người ta còn gọi đó là người làm tự do, freelancer. Vậy thì theo anh, nhóm người này có nên vay tiền để mua nhà, và liệu rằng có một cái công thức cụ thể nào dành cho nhóm người này không ạ? Đối với cá nhân mình thì nhóm nào cũng vậy, nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có khả năng vay và mua nhà thì mình cũng nên quyết định vay mua nhà. Tuy nhiên thì đối với nhóm freelancer, trước khi mà trả lời của bạn á, Linh á, thì tôi cũng xin nói rằng là các bạn cũng gặp khá là nhiều vấn đề trong cái việc mà chứng minh thu nhập của bạn. Tại vì freelancer mà mình làm lương rất khó chứng minh thu nhập, mà ngân hàng thì cái khoản vay của mình á, một trong những hồ sơ vay rất là khó là chứng minh thu nhập hàng tháng của mình. Thành ra là các bạn freelancer, đầu tiên cái việc bạn làm các bạn phải cẩn thận, đó là các bạn chứng minh thu nhập đã hơi khó khăn rồi. Kế đến, các bạn freelancer cũng phải chú ý một vấn đề, bây giờ nó chưa xảy ra nhưng mà hoàn toàn có thể xảy ra trong một tương lai gần, đó là các bạn hiện tại chưa bị thuế. Công bằng mà nói, các bạn chưa bị thuế, điều đó nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái ngân sách mua nhà của bạn. Bạn hình dung rằng là bạn đang trả một cái khoản tiền vay mua nhà, ví dụ như là 15-20 triệu một tháng. Thu nhập của bạn bây giờ mình giả dụ như ổn định, freelancer nhưng ổn định đi, nhưng mà đùng một phát mình bị truy thu thuế của mấy năm trước mình làm một số tiền rất lớn, thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái quyết định mua nhà mình. Kế đến là vì hiện tại bây giờ mình chưa bị thuế, nhưng mà tới khi mà mình đang trong cái quá trình trả nợ vay thì mình bị đánh thuế 10%. 10% là con số trung bình thôi nha, hoàn toàn có thể lên. Thì vậy thì rõ ràng là theo công thức của tôi chia sẻ hồi đầu, thì 30% chúng ta tích lũy
bây giờ nó thành cộng thêm 10% nữa là vì cái thuế đó, đúng không các bạn hả? Thì thành ra rằng là các bạn cũng phải để ý chuyện đó. Dạ vâng ạ, và trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thì không biết là anh có lời khuyên nào muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả trong việc đó là lên quá trình để chúng ta có thể thực hiện được kế hoạch tài chính trong việc vay để mua nhà không ạ? Cái lời khuyên của mình sau khi nhiều lần mình nói chuyện với bạn bè mình, những người mua nhà và cả những người bây giờ chưa mua được nhà, thì mình rút ra một kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm khá là cũng vừa vui mà vừa hạnh phúc. Đó là nếu các bạn muốn mua nhà thì nó tiến hành. Đừng bao giờ cứ chờ đợi đủ tiền rồi mới mua nhà. Tại vì trượt giá, lạm phát và các biến động về nhà đất nó sẽ đẩy bạn vào cái thế luôn luôn bạn thiếu tiền để mua nhà. Đó là thứ nhất. Thứ hai là bạn sẽ mất đi động lực. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Vũ Khanh rất là nhiều về những thông tin mà anh đã mang đến. Và Linh hy vọng rằng là những thông tin này thì cũng đã giúp cho tất cả quý vị khán giả chúng ta đã có thêm được những kiến thức trong việc đó là tìm hiểu về những khoản vay trong việc mua nhà của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã khép lại. Bây giờ thì chắc là Mỹ Linh và anh Vũ Khanh xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những số phát sóng tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt quý khán giả của chương trình Podcast Câu Chuyện Kinh Doanh HTV9. Xin cảm ơn ạ.